hello xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh biên hòa city nhé rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong cái buổi talk show ngày hôm nay thì đúng lý ra phú không làm cái video này nhưng mà bởi vì quá là bức xúc quá là bực mình cho nên phú muốn làm cái video này để chia sẻ cùng với quý vị cũng như là muốn đưa lên đây để cho tất cả mọi người cùng biết và nếu như bên điền quân media network mà có xem được cái video này của phú ấy, thì phú cũng mong rằng bên điền quân sẽ có những cái bước đi đúng đắn và sau này nếu như có bắt bản quyền ai thì hãy kiểm tra kỹ cái nội dung của người ta trước khi mà đưa ra cái vấn đề bắt bản quyền hoặc là nếu có bắt bản quyền về content id thì cũng phải kiểm tra cho kỹ nội dung của người ta chứ đừng có ỷ mình là ông to bà lớn rồi chèn ép người khác đè ép người khác là những cái kênh nhỏ à, nếu như quý vị có theo dõi phú từ trước giờ á thì cách đây không lâu cũng khoảng cỡ một năm hay hơn một năm gì về trước đó thì quý vị cũng nhớ là phú có một cái video phú quay ở trung tâm hành hương đức mẹ núi cúi và khi vừa mới đăng tải lên ấy thì bị bên đình quân người ta đánh gậy vơ À, những người mà làm Youtube giống như Vũ Người ta sẽ dùng cái từ là đánh gậy vơ Có nghĩa là Cứ đánh bừa, đánh đại à, Không cần biết là Mày làm cái gì Nhưng mà nếu mày làm một cái nội dung gì đó Mà nó trùng ý Với lại những cái kênh Ở trong cái network của tao Là tao sẽ đập mày Mặc dù là mày vác máy quay, mày đi quay Chứ không phải là mày lấy cái video của Những cái kênh Youtube Ở trong cái network của tao mày up lên nhưng mà tao vẫn đánh mày Bởi vì mày làm cái nội dung giống Những cái kênh youtube trong network của tao Thì đây là một cái điều hết sức vô lý quý vị ạ Quý vị thử nghĩ thử xem Bây giờ ở ngoài đường hoặc là bất cứ nơi nào Thì tất cả mọi người đều có quyền quay Tất cả mọi người đều có quyền sở hữu Chứ không phải là chỉ những cái kênh youtube Ở trong cái network của Điền Quân Mới có quyền được quay Ai cho phép ông có quyền là ông bao chọn cái vùng chỗ đó Cái đó có phải là nhà của ông hay không Hay cái đó có phải là cái quyền sở hữu của ông hay không Mà ông có quyền mà ông nhận vơ để ông đánh Thì uh, trong cái video mà Phú quay ở trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi đó Là đã bị đánh gậy vơ Và Phú cảm thấy rất là bực mình Đợt đó thì Phú cũng làm một cái video livestream lên để Phú nói Và ngay trong cái buổi hôm đó thì Youtube đã giải quyết liền cho Phú luôn và gỡ liền cái gậy đó. Bởi vì nếu như quý vị đã từng quay một cái video, Phú không cần nói là quý vị quay video để up lên YouTube, mà quý vị chỉ cần quay một cái video cho nó đàng hoàng chỉnh chu để quý vị có thể tạo ra được một cái video làm kỷ niệm thôi. Là quý vị sẽ hiểu được cái vấn đề mà quay video nó sẽ cực khổ và nó vất vả như thế nào. Phú cũng phải lặn lội từ ở Biên Hòa chạy về tới trung tâm hành hương nước mẹ núi cuối là ở gia kiệm cũng đâu phải là gần đâu quý vị năm chục cây số hơn năm chục cây số không phải đơn giản nắng nôi đủ thứ các kiểu để quay video vừa quay xong đưa lên ông ta bay vào đánh gậy vơ kêu là mày lấy cái video này của cái kênh youtube trong cái net của tao để mày up lên đó cái lỗi là như vậy đó quý vị thì phú mới phản hồi lên trên youtube liền thì Phú nói là cái video này do chính tôi quay Tôi còn giữ video gốc ở đây Nếu mà cần tôi sẽ đưa bằng chứng ra Và Phú nói thật quý vị Ở đây thì Phú cũng không có muốn là đụng chạm đến những anh em làm Youtube Bởi vì Phú khẳng định với quý vị Là cái video của Phú quay rất đẹp Và Phú dám tự tin nói luôn là video của Phú quay đẹp hơn những video kia rất nhiều đó cho nên là Phú không có sợ phú còn giữ video gốc đàng hoàng phú nói nếu như cần thiết tôi sẽ đưa video gốc ra để làm bằng chứng thì bên youtube người ta đã xử lý cho phú liền trong ngày hôm đó và cái video đó thì nó thật quý vị là khi mà được gỡ ra rồi thì nó không còn đề xuất nữa cho nên cái lượt xem nó cũng không có nhiều thì nói chung là cái vấn đề đó phú cũng bỏ qua đi coi như là chúng ta gỡ được cái vấn đề đó rồi thì cũng ok thì chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nhưng mà sau này thời gian sau này phú lại bị thêm một vài lần nữa quý vị ạ cảm thấy rất là bực mình vô cùng tại vì ấy quý vị biết là không phải phú chỉ có cái việc là đi quay video ở biên hòa rồi về đăng lên chú vị xem phú còn rất là nhiều việc khác nữa phải có công việc riêng của phú chuyện riêng của phú rồi cuộc sống của Phú nữa Chứ không phải là đơn giản chỉ là đi quay những cái video chạy ngoài đường Rồi về up lên cho vị xem Rồi hết một ngày của Phú Đâu phải là như vậy đâu Rất là nhiều chuyện Bận rộn vô cùng Nhưng mà cứ khi mà chúng ta vừa up cái video lên một cái Là Điền Quân lại bay vào đánh gậy vơ Cực kỳ bực mình quý vị Nhưng mà bởi vì quá là bận rộn Cho nên là Phú cũng không có muốn là Vướng vào những cái chuyện đó Giải quyết nó rất là mệt thì sau khi cái video mà ở trung tâm tức mẹ núi cuối đó thì thêm một vài cái video về sau nữa nhưng mà phú không có kháng cáo gì hết phú bỏ luôn bởi vì quá chán cứ đụng đến những cái vùng đó một cái một là bị đánh nhưng mà phú cực kỳ bực mình bởi vì là đó đâu có phải là cái vùng đất của ông đâu phải là nhà của ông hay là cái sở hữu của ông mà ông có quyền ông đánh gậy tôi ông bắt bản quyền tôi hoặc là ông đánh cần đi tôi cái điều đó là cái điều vô lý và cho đến ngày hôm nay quý vị biết không cái đợt ngày hôm qua Phú có một cái chuyến hành trình Là đi từ Biên Hòa Đi về tới Tà Lài Và Phú có quay lại Cái hành trình từ Định Quán Thì tiện đây Cũng tiết lộ với quý vị luôn Định Quán chính là quê hương Thỏ thơ ấu của Phú Phú sinh ra và lớn lên tại Định Quán Đó là quê hương của Phú Cho nên Định Quán Phú rất là rành Phú có chuyến hành trình Đi từ Định Quán Đi vào bên trong Tà Lài thì uh, Phú có quay lại cái hành trình đó Cũng đơn giản thôi quý vị Phú ngồi xe hơi, Phú lái xe và chạy vào trong đó Rồi quay lại cái hành trình để chia sẻ với mọi người Thì khi mà vừa đăng lên một cái một Điền quân bay vào đánh gậy vơ liền Bảo là cái video này ấy, Nó có một cái đoạn ở trong đó Là ăn cắp Của một cái kênh youtube Ở trong cái network của Điền Quân thì Phú mới coi lại kỹ ở trong cái đoạn đó thì Phú thấy là chả có vấn đề gì mà gọi là sai phạm cả, chả nói gì cả. Thà như Phú ghép nhạc bản quyền hoặc là Phú cắt cái video của ai vào ấy, thì ok, Phú nhận lỗi. Nhưng mà chả có gì cả, hoàn toàn rất là bình thường. Phú chỉ ngồi, Phú nói là ừ, ví dụ như là đến cái đoạn này là cái đường chỗ này nó thuộc cái chỗ nào, chỗ nào, chỗ nào, ví dụ vậy thôi. Thì cái đó là điều bình thường đúng không? Ai cũng có thể quay, ai cũng có thể nói đó là tự do của mỗi người. Nhưng mà Điền Quân lại bay vào đánh gợi vơ. Đấy. Cho nên ấy, khi mà cái video đó vừa up lên là bị đánh bản quyền liền. Thì từ từ cái video này từ từ Phú sẽ nói sau. Trước cái video này là một cái video nữa. Là trong cái chuyến hành trình mà đi về Tà Lài đó. Thì Phú có một cái chuyến hành trình là đi vào bên trong xã lộ 25 thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. À, cái khu vực mà chúng ta sẽ đi từ à, ngã tư cầu vượt dầu dây. Hoặc là quý vị có thể đi từ ngay chỗ mà vườn cây giống Hưng Lộc của huyện Thống Nhất ấy. Quý vị nào mà sinh sống ở khu vực huyện Thống Nhất quý vị sẽ biết xã lộ 25 Thì Phú đi vào trong đó để đến với nhà thờ giáo sứ Minh Hòa Nơi mà nhà thờ có làm một cái cây thông để mừng lễ chú Giáng sinh Bằng những chiếc lon bia và lon nước ngọt rất là độc đáo Phú vừa up lên để cho quý vị xem đó thì à, quý vị biết không, khi mà Phú quay lại cái hành trình mà đi từ cái khu vực mà ngã tư dầu dây để đi vào bên trong nhà thờ giáo sứ Minh Hòa trên xã lộ 25 thì cái video đó Phú dự định là sẽ cho công chiếu vào lúc 2 giờ sáng ngày hôm nay là thứ hai ngày 5 tháng 12 năm 2022 thì đến lúc buổi sáng khi mà Phú đi lễ về là lúc đó là 5 giờ rưỡi sáng Phú mới mở điện thoại ra để Phú kiểm tra đó thì Phú không thấy video đâu bởi vì nếu mà từ 2 giờ sáng Mà đến 5 giờ rưỡi sáng Thì chắc chắn là video đã công chiếu xong Và mọi người đã xem xong hết rồi Nhưng mà mở ra thì không thấy đâu Thì uh, Phú mới uh, mở email ra để kiểm tra Thì thấy bên Youtube người ta nói là Video này đã bị uh, bắt lỗi bản quyền uh, thêm ID Thì Phú với giật mình bảo Trời cái video này Mình không có ghép bất cứ cái nhạc gì vào đây cả Làm sao mà đánh gậy bản quyền được Mà video là do chính mình quay Mà lại bắt, bắt bản quyền thì Phú mới đi vào bên trong kiểm tra và thấy là cái video này bị bắt bản quyền bởi bên Điền Quân Media Network quý vị ạ. Rất là bực mình vô cùng. Người ta nói là mình ăn cắp video của một cái kênh ở trong cái network của người ta từ cái đoạn bao nhiêu đến đoạn bao nhiêu đó để up lên. Trời ơi, video người ta quay rành rành luôn. Mà dám nói là ăn cắp. Bực mình kinh khủng quý vị. Thế là một cái video đó bị bắt bản quyền. À, không được bật kiếm tiền và cấm công chiếu trên toàn thế giới có nghĩa là không ai có thể nhìn thấy được cái video đó trừ một mình phú thôi quý vị biết là cái người làm nội dung đăng lên youtube để kiếm tiền mà bây giờ không ai xem có một mình mình xem thế làm làm gì đúng không quý vị mà cái điều đó khoan chưa cần nói mà nói đến cái chuyện là kêu mình ăn cắp trời video tự tôi quay mà ăn cắp cái gì công sức của tôi tôi chạy từ biên hòa tôi về đó tôi quay tiền công, tiền xăng, tiền cộ của tôi Tự nhiên kêu tôi ăn cắp là sao? Thì khi mà bị như vậy đó Phú mới kháng cáo lại bên Youtube Thì bên Youtube bây giờ người ta cái luật mới Chứ nó không cái luật cũ giống như là cái hồi mà cái video mà Ở Đức Mẹ Núi Cuối mà Phú kháng cáo nữa Cái luật mới ấy, người ta sẽ cho chúng ta là hai giải pháp Một giải pháp á, là nếu mà chúng ta kháng cáo Cái đó không được thì thôi nhưng mà chúng ta sẽ phải chờ trong vòng là 30 ngày để giải quyết vấn đề nếu mà trong 30 ngày đó mà nếu mà Điền Quân mà người ta chịu gỡ cái cái lỗ bản quyền xuống đó thì cái video của Phú sẽ được công chiếu lên. Còn nếu mà bên Điền Quân người ta không chịu gỡ đấy thì Phú cũng không được gì luôn. Phú sẽ phải phải kháng cáo lại. Còn cái lựa chọn thứ hai đó là chúng ta sẽ kháng cáo ngay lập tức luôn. Có nghĩa là bắt bên YouTube và bên Điền Quân phải giải quyết ngay lập tức trong vòng 7 ngày. Đấy quý vị thấy không? Ngay lập tức nhưng mà cũng vẫn phải 7 ngày quý vị nhá, chứ không phải là được ngay lập tức giống như là hồi trước cái video kia đâu. Đó. Thì uh, Phú mới uh, kháng cáo lên Tại vì lúc ban đầu thì Phú cũng không hiểu lý do vì sao Mà người ta lại bắt bản quyền mình như vậy Đó cho nên là Phú mới kháng cáo Và bên Youtube người ta bắt chờ trong vòng 30 ngày Thì uh, thấy cũng khá là chán Cho nên Phú lại tiếp tục đăng thêm cái video Mà cái hành trình của Phú đi từ định quán Đi vào bên trong tà lại Đây là một cái video mà Phú rất là tâm đắc Bởi vì cái đoạn đường mà đi từ định quán Vào trong tà lại ấy, Bây giờ nó lạ lắm mà phú muốn lưu lại cái video đó để nó làm một cái kỷ niệm cũng như là chia sẻ cho rất là nhiều người biết. tại vì cũng có nhiều cô chú anh chị nói phú là có dịp ấy nhưng mà bên trong tà lài để quay lại cho mọi người xem lâu rồi quý vị cũng không vào trong tà lài quý vị cũng không biết là bây giờ như thế nào. Đó. tại vì phú biết là có rất là nhiều quý vị là ngày xưa đi vùng kinh tế mới ấy, là ở trong tà lài trong đồng hiệp ấy quý vị rất là muốn xem những cảnh ở đây. thì khi mà phú đăng tiếp cái video đó lên thì Phú dự định là công chiếu cái video này vào lúc 8 giờ sáng. Nhưng mà đến khi buổi sáng ấy, Phú đi công việc về là lúc đó là 9 giờ rưỡi sáng. Phú vẫn không thấy cái video đâu. Ở trên cái kênh cũng không thấy video cả. Đúng lý ra từ lúc 8 giờ mà công chiếu thì đến 9 giờ rưỡi cả một tiếng rưỡi rồi. Cái video đó dài gần một tiếng đồng hồ thì cũng phải là công chiếu xong rồi. Nhưng mà không thấy đâu. Thì Phú lúc đấy cũng nghi ngờ chắc lại bị gì rồi. Lại vào email kiểm tra thì lại thấy bên Youtube người ta nói bên Điền Quân Media Network lại đánh gậy bản quyền Content ID Cực kỳ bực mình luôn quý vị Và khi Phú đi vào bên trong Phú kiểm tra Thì cũng cái khoảng thời gian mà bên Đình Quân nói là Phú ăn cắp cái video của cái kênh Youtube trong network người ta Kiểm tra thấy chả thấy cái gì cả Chỉ là cái video tôi ngồi trên xe tôi lái xe và tôi nói này tôi nói kia Để cho mọi người hiểu được là cái cung đường này là như thế nào Cũng nói là ăn cắp rất là bực mình quý vị và Phú lại tiếp tục phải kháng cáo lên và khi kháng cáo lên như vậy thì YouTube bắt Phú phải chờ trong vòng 7 ngày và YouTube cho phép cái video này được công chiếu lên cho mọi người xem nhưng mà cái video này sẽ không được kiếm tiền à, quý vị thấy khổ chưa đấy cho nên bây giờ Phú có hai cái video đang bị bên Điền Quân Media Network đánh gậy vơ Phú nhấn mạnh là đánh gậy vơ quý vị nhá và đang phải chờ xử lý Thì uh, Phú thấy là Bên Đình Quân Làm việc không có bài bản Và làm việc theo cái kiểu là Lấy sức mạnh Lấy cơ bắp ỉ to để hiếp yếu Quý vị ạ Trong khi đó ở Việt Nam có rất là nhiều Network lớn Phú nói ví dụ là Pop Music MeTube, Yeo yeah One Đồng Giao Và một số network lớn khác nữa người ta không bao giờ làm việc cái kiểu thế này. Quý vị ạ, trừ khi chúng ta ăn cắp, nói thẳng là ăn cắp luôn, chúng ta cắt ghép video của những kênh YouTube ở trong những network đó, chúng ta re-up lại lên, thì chúng ta mới bị bắt bản quyền. Còn không, không bao giờ người ta thèm quả. Nhưng Điền Quân chuyên gia cái tật như vậy. Phụ nói ví dụ nha, một cái kênh YouTube nằm ở trong network của Điền Quân, Ví dụ như cái kênh này, người ta có quay đức mẹ núi cuối ví dụ vậy đi rồi phú không ở trong network của điền quân phú cũng đến phú quay đức mẹ núi cuối thế là đập phú nói là phú ăn cắp video của cái người đó quý vị thấy như vậy có phải vớ vẩn không mặc dù là phú bỏ công sức ra để đi quay mà lại nói phú là người ăn cắp rất là vớ vẩn đánh gậy vơ cứ đánh như vậy đấy quý vị cứ đánh như vậy giống như kiểu là mày không vào network của tao tao dập cho mày chết để cho những cái thằng kênh youtube ở trong net của tao nó sống lên để nó mới nuôi tao được chứ bởi vì quý vị biết sao không tiện đây phú chia sẻ với quý vị luôn là khi mà phú mở cái kênh biên hòa city này được khoảng cỡ một năm hơn một năm nếu quý vị có theo dõi phú quý vị biết là cái kênh này phú mở hồi đó là hình như là cuối năm hai cuối năm hai phú nhớ mang máng là như thế à, cho đến bây giờ thì tính ra cũng được khoảng là 5 năm rồi bốn năm 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 rồi thì khi mà phú mở kênh kênh đó được khoảng một năm hơn một năm thì phú nhận được 3 lần email của ba người khác nhau đến từ điền quân mời phú là tham gia vào thì phú không trả lời email bởi vì phú không quan tâm thì khi mà không trả lời email như vậy thì ba người này mới nhắn tin qua zalo và nhắn tin qua điện thoại luôn tại vì phú có để số điện thoại trong video đó thì những người này mới nhắn tin trực tiếp với phú nói là muốn mời vào này kia thì phú cũng không trả lời luôn bởi vì phú nghĩ là mình không quan tâm thì thôi mình cũng không trả lời thì người ta sẽ tự động người ta hiểu và người ta không có liên lạc cho mình nữa nhưng mà những người này tiếp tục gọi điện thẳng luôn và nói chuyện với phú nói là muốn phú tham gia vào điền quân thì phú trả lời là phú không vào bởi vì là phú không có muốn tham gia vào network nào cả thì sau khi ba người đó thôi rồi đấy thì cắt đi khoảng cỡ một năm hơn một năm nữa thì cũng có thêm một số người nữa cũng nhắn tin cũng email cũng gọi điện cũng nói vào điền quân nhưng mà cũng không vào thì cái vấn đề này phú nghĩ cũng không không phải là vấn đề lớn bởi vì ở trong điền quân có rất là nhiều nhân viên có thể là người ta sẽ đi thu thập những cái kênh youtube nhỏ để người ta mời vào tại vì quý vị biết là khi một kênh youtube mở ra nếu như có tiềm năng thì những network này sẽ mời vào để nằm dưới trướng của network đó. Và khi nằm dưới trướng của network đó đó thì kênh YouTube đó sẽ phải ăn chia phần trăm network. Có tùy theo network quý vị, có network là chia 64, có network chia 73, nhưng mà thường thường tôi thấy là network chia 64 là nhiều. Có nghĩa là bây giờ Phú làm một cái video ra, Phú kiếm được 10 đô thì Phú chỉ được có 6 đô thôi, còn network sẽ ăn được 4 đô. Tôi thấy quá là vô lý. Chả được gì cả, tự nhiên mời vô cày cho người ta người ta ăn 4 đồng mình ăn 6 đồng trong khi đó mình phải nài lưng ra mình đi quay mình làm video đủ thứ các kiểu về ăn được có 6 đồng nhưng mà chuyện đó không quan trọng đối với phú nhưng mà phú không có muốn vào network nào cả bởi vì phú đâu có phải là một cái kênh youtube lớn phú đâu phải là một cái người nổi tiếng gì đó đâu mà phú quan trọng ấy nhưng mà cho đến những cái ngày này phú cảm thấy là rất là bực mình bởi vì điền quân có những cái bước đi mà cảm thấy rất là xấu hổ tại sao lại làm như vậy có thể là cái này là do bên cái bộ máy làm việc của điền quân như thế nào nó không biết chứ vụ đấy là những cái network khác những network khác cũng rất là lớn ở việt nam người ta không bao giờ người ta đánh gậy vơ cái kiểu như này bây giờ cả không bao giờ có luôn thậm chí là có nhiều khi ấy, lấy video của người ta luôn chưa chắc người ta đã đánh nhưng điền quân cứ đánh gậy vơ cứ mày mà lấy Mày mà quay cái chỗ nào mà giống cái kênh YouTube của trong nét của tao là mày chết. Tao đập cho mày chết. Để cho những thằng kia sống lên thì nó mới nuôi tao được, còn mày có nuôi tao đâu? Đấy kiểu thế quý vị ạ. Thì hôm nay Phú làm cái video này để muốn chia sẻ với quý vị, bởi vì hai cái video đăng lên để muốn chia sẻ cho quý vị xem nhưng mà cuối cùng không lên được. Nó rất là bực mình, bực bội vô cùng. Mà bây giờ phải chờ YouTube giải quyết trong vòng 30 ngày quý vị ạ. 30 ngày mới lên được cái video quý vị nhá. Đó. Thì Phú hy vọng rằng cái video này sẽ đến được Điền Quân để Điền Quân xem được và Điền Quân sẽ xem xét lại vấn đề này cũng như là coi lại cách làm việc của mình hoặc là coi lại cách làm việc của nhân viên mình như thế nào. Tại sao lại làm cái việc cái kiểu mà nhận vơ như vậy được. ha Làm việc không có chịu xem xét kỹ trong khi những nét khác người ta không bao giờ như thế. Chứ không phải là mình lớn rồi mình cứ muốn đè bẹp ai là đè Điều đó không thể được Ok, thì cái video này Phú chỉ muốn chia sẻ những điều như vậy thôi Để quý vị hiểu Tại vì cái khi mà Phú up video lên ấy Và đặt cái thời gian công chiếu ấy Thì khi mà video chưa công chiếu thấy là có rất là nhiều cô chú anh chị Đã vào bấm like cái video rồi Và bấm chờ Thậm chí có nhiều người còn comment phía dưới nhưng mà đến lúc chờ đến lúc đấy thì video không lên Cho nên là nhiều quý vị lại nghĩ bảo Không biết thằng này nó có đăng video lên không Hay là nó lại lừa đảo này kia Mất công lắm quý vị ạ Nhiều khi nhiều quý vị lại cứ nghĩ là Phú giống như kiểu lừa đảo ấy Thế Cho nên là Phú muốn nói để quý vị hiểu Cũng như là làm cái video này Để mong rằng bên Điền Quân sẽ xem được Và Điền Quân sẽ có những cái hướng giải quyết sao cho nó hợp lý quý vị ha rồi thì cái video này Phước xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye quý vị.